Ai Cập 22 người thiệt mạng trong vụ giẫm đạp ngoài sân bóng. Chậm lương, giáo viên Mexico dựng lều biểu tình. Chứng khoán thế giới, các thị trường diễn biến ảm đạm. Chào mừng quý vị đã đến với bản tin thế giới. Quý vị, gần 22 người đã thiệt mạng vì ngạt khí trong vụ giẫm đạp khi bị lực lượng an ninh chặn đường vào sân vận động Cairo, Ai Cập. Đa số nạn nhân chết do ngạt khí vì đám đông chen chúc giẫm đạp lên nhau khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán người hâm mộ đang cố gắng chen vào để xem trận đấu giữa hai câu lạc bộ Zamalek và NB ở Cairo. Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế, vụ giẫm đạp này có 19 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Tuy nhiên, phía công tố cho biết con số thiệt mạng là 22 người. Bên ngoài một bệnh viện đang điều trị cho các nạn nhân ở Cairo, nhiều thanh niên khoác áo Zamalek đang rất bàng hoàng khi nhiều gia đình đều tập trung đến đây để xem người thân của họ có an toàn hay không. Các trận bóng đá thường là điểm nóng bạo lực ở Ai Cập. Hồi tháng 2 năm 2012 đã có 72 người chết sau một cuộc đụng độ giữa các cổ động viên tại Port. Kể từ đó, Ai Cập hạn chế số người vào sân, nên có nhiều người bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát xông vào sân để xem đội họ yêu thích. Bất chấp tình hình căng thẳng, trận đấu vẫn diễn ra và kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Hàng trăm hành khách đã bị mắc kẹt tại sân bay Stuttgart của Đức vào hôm 9 tháng 2 vừa qua do nhân viên an ninh hàng không tại sân bay này biểu tình đòi tăng lương. Công đoàn an ninh hàng không Verdi của Đức vừa tổ chức cuộc biểu tình 24 tiếng đồng hồ tại sân bay Stuttgart, khiến cho hàng dài người phải xếp hàng trước cửa kiểm soát an ninh. Nhiều hành khách bày tỏ sự nóng lòng khi phải chờ đợi như thế này. Tôi không nghĩ cứ biểu tình là tốt. Nếu đôi bên ngồi lại đàm phán với nhau rồi thì không nên biểu tình như vậy nữa. Như vậy là làm khó cho hành khách. Đúng vậy, nhân viên đang tranh cãi về chuyện tăng lương, nhưng trong khi họ tranh cãi nhau thì họ lại làm phiền nhiều người khác. Sân bay Stuttgart thông báo hành khách phải đợi 1 tiếng rưỡi hoặc 2 tiếng đồng hồ mới được qua cửa kiểm soát an ninh. Giữa lúc hàng dài người đang xếp hàng ở đây thì nhân viên an ninh của sân bay đang tụ tập giơ cao lá cờ của công đoàn Verdi. Phát ngôn viên của công đoàn này cho biết, mặc dù biểu tình không phải là một phương án lý tưởng, nhưng nó cần thiết để gây áp lực lên ban lãnh đạo. Chúng tôi muốn quay lại bàn đàm phán với ban lãnh đạo, nếu không chúng tôi sẽ tiếp tục biểu tình. Chúng tôi không hề muốn như vậy, nhưng chuyện đó là không thể tránh khỏi. Cùng ngày, sân bay Hamburg cũng đã phải đóng cửa một nhà ga sau khi hàng dài người xếp hàng 5 tiếng đồng hồ mà chưa qua được cửa kiểm soát an ninh. Các hãng hàng không đã phải hủy 100 chuyến bay. Thưa quý vị, cơ quan thống kê của Nga Rostat mới đây vừa cho biết tỷ lệ lạm phát của xứ sở Bạch Dương trong tháng 1 đã tăng lên mức kỷ lục trong vòng 16 năm qua. Theo báo cáo của cơ quan thống kê, tỷ lệ lạm phát trong tháng 1 đã tăng đến 3,9%. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với dự đoán 2,7% của cơ quan và 2,6% của các chuyên gia kinh tế. Số liệu thống kê cũng cho thấy lạm phát tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, khi chỉ số lạm phát tháng 1 chỉ ở mức 0,6%. Đây là tốc độ lạm phát cao nhất trong 16 năm qua, kể từ tháng 2 năm 1999, khi giá tiêu dùng tăng 4,1% chỉ trong một tháng. Theo cơ quan thống kê, giá tiêu dùng ở Nga tăng 4,4% trong tháng 1, trong đó giá lương thực chiếm 5,7%, trong khi mức tăng hàng năm của hai chỉ số này chỉ tương ứng là 15,9% và 20,7%. Tỷ lệ lạm phát tháng 1 càng củng cố thêm cho dự báo lạm phát năm 2015 tại Nga có thể lên tới 15%, mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Alexei Ilukayev khẳng định Bộ không có kế hoạch thay đổi dự báo của mình và tuyên bố tỷ lệ lạm phát hàng năm 2015 vẫn ở mức 13,7%. Theo dự báo mới nhất của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, nhu cầu trong năm nay sẽ tăng cao so với những dự báo trước đây. Trong báo cáo hồi tháng 1 năm 2015, tổ chức OPEC đã chỉnh sửa nhu cầu dầu thô trên thị trường trong năm 2015 lên 29,2 triệu thùng một ngày, cao hơn 0,4 triệu thùng so với dự báo trước đó. Tuy nhiên, báo cáo cũng nói rằng nhu cầu vẫn còn thấp so với sản lượng dầu thô hiện nay của OPEC ở mức 30,15 triệu thùng một ngày. Dường như sản lượng dầu trên thế giới đang dần chậm lại do ước tính nguồn cung dầu của khu vực ngoài OPEC chỉ khoảng 0,85 triệu thùng một ngày, thấp hơn 0,42 triệu thùng một ngày so với dự báo trước đó. Trong khi giá dầu giảm mạnh nhất trong vòng 6 năm, thì các nước OPEC vẫn từ chối cắt giảm nguồn cung và dự đoán giá dầu sẽ ngược dòng tăng trở lại trong năm 2015. Trước đó, giá dầu đã tăng ngay sau khi các nước OPEC đưa ra dự báo cắt giảm sản lượng. Theo các chuyên gia phân tích, báo cáo và thông tin cắt giảm sản lượng đã phần nào đem lại lòng tin vào giá dầu cho các nhà đầu tư.
Tổ chức Liên đoàn các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ vừa công bố hồ sơ mật cho thấy ngân hàng HSBC tại Thụy Sĩ đã giúp các khách hàng giàu có trốn thuế cả trăm tỷ đô la. Trong nhiều năm qua, thông qua chi nhánh tại Thụy Sĩ, HSBC đã giúp rất nhiều khách hàng được cho là những kẻ buôn lậu vũ khí trốn thuế, các nhà độc tài và người nổi tiếng che giấu lượng tiền khổng lồ này. HSBC là một trong những nhà băng lớn đang phải đối mặt với những cáo buộc hình sự những năm gần đây. Nghiên cứu của ICIG dựa trên số liệu được cựu nhân viên HSBC nộp lên giới chức Pháp vào năm 2008, châm ngòi cho cuộc điều tra trốn thuế tại hàng loạt quốc gia, từ Argentina đến Pháp, Bỉ và Hy Lạp. Dù một số cái tên trong danh sách đã được tiết lộ trước đó, báo cáo hôm qua mới đây đã công bố đầy đủ các tài khoản liên quan đến hơn 100.000 người và thực thể pháp lý từ hơn 200 quốc gia. Gửi tiền ở nước ngoài không phạm pháp, nhưng rất nhiều người đã dùng cách này để trốn thuế. Sau khi nghiên cứu số liệu tài liệu trên, năm 2013, giới chức Pháp kết luận 99,8% công dân nước họ trong danh sách có thể có mục đích trốn thuế. Các tài liệu này sau đó đã được tờ Le Monde tiếp cận và chia sẻ với ICIJ với điều kiện tổ chức này tập hợp một đội phóng viên từ nhiều quốc gia để nghiên cứu vấn đề này trên mọi khía cạnh. Đây là lần đầu tiên tài liệu này được công bố. Có một người đã liên lạc với chúng tôi, người này nói rằng rất tâm đắc với những bài báo viết về trốn thuế và chúng tôi đã đăng trên tờ Le Monde. Vì vậy, người đó muốn cung cấp thêm thông tin để chúng tôi tiếp tục theo đuổi vụ này. Theo ICIG, các tài liệu rò rỉ cho thấy HSBC thường xuyên đảm bảo với khách hàng rằng họ sẽ không tiết lộ chi tiết các tài khoản cho cơ quan chức năng và thậm chí là thảo luận với khách hàng về những biện pháp cho phép họ trốn thuế ở quê nhà. Theo ICIG, HSBC đã cung cấp dịch vụ cho những khách hàng thân thích với giới chức các nước như cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, cựu Tổng thống Tunisia Ben Ali và lãnh đạo Syria Bashar al-Assad. Trong danh sách tài khoản được công bố, Thụy Sĩ đóng góp nhiều nhất với hơn 11.000 tài khoản trị giá hơn 31 tỷ đô la. Theo sau là Pháp, Anh, Brazil. Việt Nam cũng có tên với 26 tài khoản và hơn 37 triệu đô la. Dù vậy, trong một thông báo hồi tháng 1, HSBC cho biết chi nhánh của họ tại Thụy Sĩ đã thực hiện cải tổ toàn diện những năm gần đây, trong đó có các biện pháp hạn chế trốn thuế hoặc là rửa tiền. HSBC cũng đã tiết lộ đã giảm mạnh số tài khoản tại Thụy Sĩ từ hơn 30.000 vào năm 2007 xuống còn 10.000 ở mức hiện tại. Năm 2012, HSBC từng phải nộp phạt 1,9 tỷ đô la cho giới chức Mỹ để giải quyết những cáo buộc liên quan đến vấn đề rửa tiền của các tay trùm ma túy Mexico và khủng bố tài chính ở Trung Đông. Trốn thuế là một trong những vấn nạn không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế, mà còn là một vấn đề gây tranh cãi trong giới chính trị suốt từ thời kỳ khủng hoảng tài chính 2007. Thế nhưng, phản ứng sau công bố này, ông David Gold, Thứ trưởng Bộ Tài chính Anh cho biết, giới chức ngành ngân hàng và thuế vụ của Anh sẽ theo sát và làm rõ vụ này, nhưng đây không phải là chuyện của các chính trị gia. Việc có biện pháp xử lý HSBC là việc của giới chức ngành ngân hàng, không phải là của các chính trị gia. Tôi nghĩ một trong những việc quan trọng bây giờ là xóa bỏ những mảng tối trong hoạt động ngân hàng. Không thể để những hành vi che giấu như thế này tiếp diễn. Các bộ trưởng tài chính Anh cho biết, trốn thuế là sai phạm của chi nhánh HSBC tại Thụy Sĩ. Không thể truy cứu trách nhiệm đối với hội sở chính HSBC tại Anh. Công luận liên tiếp có những bài báo bày tỏ sự phẫn nộ đối với những vụ trốn thuế của các đại gia công nghiệp như Starbucks, Google và Amazon. Mới hôm thứ Sáu vừa qua, các nhà làm luật tại Anh đã cáo buộc hãng dược Shire và hãng kiểm toán PwC thông đồng trốn thuế. Thưa quý vị, để chuẩn bị chào đón cho ngày lễ tình nhân đang đến gần, một mô hình trái tim đang đập đã được dựng lên ở quảng trường thời đại New York. Đầu tuần qua, tác phẩm Nhịp đập đã được trưng bày tại quảng trường thời gian thành phố New York. Đây là biểu tượng được chọn trong năm nay để chào đón ngày lễ tình nhân đang đến gần. Trong 7 năm qua, cơ quan quản lý quảng trường đã mời các nhà thiết kế và các công ty xây dựng gửi ý tưởng về nghệ thuật sắp đặt tại quảng trường để mừng lễ tình nhân. Nhịp đập là sản phẩm của một công ty thiết kế đặt tại Brooklyn với thiết kế độc đáo mô phỏng một trái tim đang đập. Các nhà thiết kế đã mời các du khách tương tác với tác phẩm bằng cách chơi những nhạc cụ được tích hợp bên trong trái tim. Trong trái tim có tích hợp 4 trống, một dàn xylophone và một đàn ống ở phía bên này. Bên trong trái tim là một thiết bị giúp tim đập và phát sáng theo xung nhịp. Ông Marcelo cũng cho biết ông muốn làm nổi bật hơn một ý nghĩa khác của mô hình trái tim. Trái tim từ bản thân nó đã có những ý nghĩa về tình yêu. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh vào ý nghĩa nhịp đập của thành phố New York. Đây là một trái tim được đập bởi người dân. Mô hình sẽ được trưng bày trước công chúng cho đến ngày 8 tháng 3. Vừa rồi là phần 1 của bản tin Thế giới. Quang Vinh sẽ quay trở lại với phần 2 với những nội dung chính sau đây. Chậm lương, giáo viên Mexico dựng lều biểu tình. CPI Trung Quốc tháng 1 tăng thấp nhất trong vòng 5 năm qua.